đây này, ở đây có cái gì ấy? Wow, đây này, cái gì đây? Cái xe này bẩn thế nhở, xe toàn bùn đấy các bạn ơi. Rơi đúng giỏ luôn. Các bạn thấy không, rất là bẩn nhá, rơi rất là nhiều bùn này. Đây là một em xe ben à, nhưng mà em ấy bị bẩn quá, tí nữa mình phải đi tắm cho em ấy nhở. Đây, rồi mình đi tìm tiếp nhá. Xem này, ở đây có một em nữa này. Trên cây này có một em. Nè, các bạn thấy đẹp không? Đây là một em máy xúc này. Đẹp long lanh luôn nha. Đấy. Cho vào đây. Đi tìm tiếp nha. Nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Đi tìm nào. Đây này. Mình thấy có cái gì thế này. Em này to lắm các bạn ơi. Em này to lắm. Đây là một em xe trộn bê tông này các bạn ơi. Nhưng mà em to lắm. To thế. Ui giời ơi, nặng lắm các bạn ơi. Cho em vào đây nha. Hết cả giỏ luôn này các bạn ơi. Đi tìm tiếp nha. Cái cây này còn không nhỉ? Nào, thử đi tìm thế nào. Đây rồi. Một em nữa này các bạn ơi. Một em cần cẩu. Em cần cẩu này hơi bị bẩn nha các bạn nha. Rồi, tí nữa về tắm cho các em ý nha. Đi tìm tiếp nha. Nào, xem còn em nào nữa không nha. Đây này, mình thấy có cái gì ở đây này. Cái gì đây? Đây là một em xe gì này? Xe tải à? Em ấy bẩn thế nhở? Cho vào đây, tiếp tục nhá. Đây. Một em nữa các bạn ơi. Cho vào đây nhá. Tiếp tục nào. Đây rồi. Đây là một em nữa này. Em toàn bùn đấy các bạn ơi. Cho vào trong giỏ nhá. Đi tìm tiếp nhá. Xem nào, còn em nào nữa không? Đây rồi. Một em nữa này các bạn ơi. Em này bẩn thế. Không biết xe gì luôn. Cho vào đây. Rồi, đi tìm tiếp nhá. Đây này, gốc cây này có cái gì các bạn ơi? Đấy. Nè các bạn ơi. Này, đấy. Mở ben luôn, xe ben các bạn ạ. Nhưng mà em bẩn lắm. Rồi, cho vào đây đi tìm tiếp nhá. Nè các bạn ơi. Nhiều xe thế nhở. Em này là em máy ủi, máy xúc lật đấy. Đẹp đấy nhở. Cho vào đây, tiếp tục nhá. Còn em nào nữa không? Đây rồi. Ai vứt đây nhiều thế nhở. Nhưng mà xe dính rất là nhiều bùn các bạn ạ. Đây này, em này là xe gì đây? Bấm vào đây xem nào. Em bắn luôn. Gầm cao không? Em nâng gầm luôn các bạn ạ. Cho vào đây nhá. Tiếp tục đi tìm tiếp nhá. Xem con em nào nữa không nhá. Gốc cây này có cái gì thế này các bạn ơi? Cái gì đây? Nè các bạn ơi, một em siêu xe luôn. Một em siêu xe nhá, nhưng mà bẩn lắm. Cho vào đây, đi tìm tiếp nào. Trong này mình thấy có cái gì thế này. Một em xe nữa à, em này em xe chở dầu sao ấy. Cho vào đây, đi tìm tiếp nha. Đây nữa này các bạn ơi. Cái gì đây? Lại một em siêu xe lốp to các bạn ơi. Em này lốp to thế nhở. Em đẹp lắm, cho vào đây. Nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Đi tìm tiếp nhá. Đi tìm tiếp nào. Đây này, mình thấy có cái gì thế này. Dưới gốc cây này có cái gì đây? Cái gì đây? Một em xe nữa các bạn ơi. Em xe gì đây? Rồi, cho vào đây. Tiếp tục nhá. Còn em này nữa này. Em này em gì đây? Đây là một em xe trộn bê tông các bạn ạ. Nhưng mà em ấy toàn dính toàn bùn thôi. Rồi, mình cho vào đây xong mình về đi tắm nhá. Nhưng mà mình phải đi tìm tiếp ra xem còn đồ nữa không nhá. Nào, trên cây này có cái gì không các bạn ơi? Đây này. Đây rồi. Cái gì đây? Một em máy bay các bạn ơi. Plane. Bay nào. Vào giỏ luôn. Tiếp tục nha. Đây nữa này. Một em nữa này. Em này là xe gì đây? Em này là xe cần cẩu các bạn ơi. Đẹp chưa?
Đây, quay được cả cần luôn này. Đấy. Ui xà. Quay cần được mới ác chứ cái xe này. Rồi, mình nhú đây nhá. Wow. Ui chà. Đây là xe gì đây? Wow, em bẩn lắm các bạn ạ. Còn bùn thôi. À, hóa ra đây là một em cần cẩu máy xúc các bạn ơi. Đấy. Yeah, em sạch rồi. Ý xà. Rồi, xong rồi đây. Tiếp tục nhá. Đây, em này. Wow. Bắt đầu tắm nhá. Tắm. Wow. Ui, em này em xe gì đây? Bẩn thế. Ui chà. Ui chà. Mát quá các bạn ơi. Yeah, rồi. Đây là một em xe trộn bê tông này các bạn ơi. Quay tít luôn. Ui chà. Ai xà, đẹp không? Rồi, mình cho vào đây nhá. Rồi, tiếp tục nào. Pem, 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 pem. Wow. Em xe gì đây? Yeah, bẩn lắm. Rất là lắm bùn nhá các bạn nhá. Nên là mình phải rửa sạch. Đấy, tắm cho em rất là mát nhá. Đấy. Ui dồi ôi, một em siêu xe Dinoco. Wow, giảm sóc đẹp không? Đấy, lốp to nhá. Ui chà. Thấy chưa? Ui dồi, lốp quay tít các bạn ạ. Rồi, tiếp tục nào, một em xe khác nhá. Tên, 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 tên. Tầm, ui dồi. Con này là em gì đây? Bẩn thế. Rồi. Ui chà, hóa ra đây là một em cần cẩu các bạn ơi, máy xúc này. Đấy, quặp quá. Quay, quay, quay. Chà. Ui chà chà, một em máy xúc màu xanh nhá. Wow, em đẹp nhờ. Ui dà, có bác lái máy xúc ở trong này. Đấy, hello, rồi. Tiếp tục nào, một em nữa nha. Úp, 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 úp. Đấy. Ui dà, em này em gì đây? Ui chà, bẩn thế. Rồi, đây là một em xe Baby Bird. Wow, em này em xe Ben các bạn ạ. Đấy, nhưng mà em có mắt này, rất là xinh nha. Lộp. Ui chà. Úi chà, đổ Ben à, nâng Ben hạ Ben. Wow, sau đây, tiếp tục nha. Rửa xe tiếp nào. Rồi, đây là một em xe cần cẩu các bạn nha. Đấy, xe cần cẩu màu đỏ, ok. Úi chà, tiếp tục nào. Ui chà chà. Pem, 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 pem. Úi chà, em làm gì đây nhỉ? À, đây là một em xe cứu hỏa nha các bạn ơi. Em cứu hỏa màu đỏ này, đầu xe màu trắng này, có vòi phun nước ở trên nhá. Ui da, bánh quay tít luôn. Tiếp tục. Wow. Em này em gì đây? Ui da, đây là một em xe Ben màu đỏ các bạn ơi. Đấy, nâng Ben này. Hạ Ben, nâng Ben. Ui da, em này đổ Ben ác nhỉ. Ui da này. Đấy, có cả nắp thùng đằng sau này các bạn ơi. Đấy, đấy. Rồi nhá, tiếp tục nhá. Một em xe khổng lồ đây. Wow, em này mới to này các bạn ơi. Ui da. Cái này bẩn lắm. Ừ. Đấy, phải tắm thật sạch em ấy nhá. Ui dồi ôi, em này bẩn lắm các bạn ơi. Yeah. Wow. Em này bẩn thế. Rồi, đấy, bên này nữa là xong rồi này. Wow, em này bẩn thế. Ui xà. Rồi, được rồi, sạch sẽ rồi các bạn ơi. Đây nhá. Đây, đấy. Đây là một em xe trộn bê tông rất là to. Ui dà. Đấy, thấy chưa? Quay ác không? Úi da. Này, nâng hạ được cả đầu này. Ấy, mở đầu này. Đóng xuống này, hạ nâng lên này, hạ xuống. Wow, em này xịn sò thế nhỉ? Rồi, một em xe trộn bê tông đã được tắm sạch nhá. Ui giời ơi, tiếp tục một em nữa nhá. Wow, đây rồi. Pam 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 pam. Úi da. Rồi, đây là một em xe máy xúc lật nhá các bạn nhá. Này, có thể quay được này. Ấy, thấy chưa? Em lái lụa lắm. Ấy, bánh này quay tít luôn các bạn ơi. Đấy. Tiếp tục nhá. Nào, em này là em gì đây? Wow. Cái gì nhỉ? Chà, hóa ra đây là một em máy bay chở khách các bạn ạ. Đấy. Wiu. Wiu. Trời ơi, em máy bay ác lắm. Rồi, một em nữa nhá. Nào. Dạ, em này là em gì đây? Rồi, đây là một em xe thể thao nhá. Có một đôi mắt rất là cute, màu tím. Wow. Hạ xuống nào. Đấy, đóng rồi rồi, bấm vào đây nhá. Ui giời, em nâng lên luôn các bạn ơi. Hạ xuống nhá. Đấy, em này cute không? Rồi, đổi em khác nhá. Tiếp tục em này. Ten, 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 ten. Wow. Rồi, wow, đây là một em xe police các bạn ơi. Cảnh sát nhá, mobile police. Mobile police. Wow. Em xe cảnh sát rất đẹp nhá. Ui già, trong đây, tiếp tục. Wow. Rồi, đây là một em xe chở xăng nhá, xe chở dầu đấy các bạn ơi. Wow, bánh quay là tít lắm.